Mercedes-Benz G63 2023 được mệnh danh là ông vua đội hình thể thao đa dụng có khả năng việt dã đỉnh nhất trong thế giới xe hơi tính đến hiện tại. Đây là một mẫu xe hiệu suất cao. Thế hệ G-Class năm 2023, Mercedes-Benz G63 2023 là một mẫu xe biểu tượng của ông vua Oprat. Trường tồn cùng thời gian trên thế giới, năm 2023 phiên bản mới được nâng cấp về mọi mặt, mạnh mẽ, bề thế, sang trọng và đẳng cấp. Nó còn on-road hay off-road? Mẫu xe này vẫn giữ chức ngôi vương ông vua địa hình. Là một trong những dòng SUV địa hình đến từ Mercedes-Benz, Mercedes-Benz G63 sở hữu khả năng off-road tuyệt vời, trong đó bản hiệu suất cao của Mercedes-Benz G63 được nhiều khách hàng trên toàn thế giới ưa chuộng bởi vận hành mạnh mẽ hỗ trợ người lái tối đa trong việc chinh phục địa hình khó. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được mệnh danh là một chiếc xe đẳng cấp dành cho các ông chủ yêu chơi xe. Điểm qua những điểm thay đổi trên phiên bản V1 mới ra mắt trong tháng 11 năm 2022. Nội thất thêm màu nâu, đỏ. Mâm xe thể thao ANG thiết kế đa chấu chéo. 22 inch, gói thiết kế nội thất cũng như là lút bấm đặc trưng cho các mẫu xe amg hàng ghế trước tiện nghi với nhiều chế độ massage là mát tích hợp có trang bị mở rộng tính năng giải trí thư giãn hệ thống nọc tạo ion oxy âm cho không gian nội thất cổng chờ gắn phụ kiện cho hệ thống giải trí hàng ghế trước hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù hệ thống hỗ trợ chống trộm trong tháng 1 năm 2023, dòng xe Mercedes-Benz G63 có đang có sẵn giao ngay với nhiều ưu đãi giảm giá rất lớn về tiền mặt cũng như là phụ kiện, tặng bảo hiểm kèm theo. Hãy liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình để nhận được các thông tin chi tiết. Dưới đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn giá xe lăn bánh tạm tính của Mercedes-Benz G63 năm 2023 với giá niêm yết của Mercedes-Benz G63 2023 là 11 tỷ 750 triệu. Và giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh là 12 tỷ 960 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hà Nội là 13 tỷ 182 triệu. Và giá lăn bánh tạm tính tại các tỉnh thành khác là 12 tỷ 930 triệu. Anh chị và các bạn cần rõ thông tin cụ thể mà trong khu vực của anh chị và các bạn nêu trên thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình Em sẽ hỗ trợ thông tin và gửi đến anh chị và các bạn Giá bán cập nhật cũng như là khuyến mại trong tháng Để anh chị và các bạn có thể lắm rõ trong tháng 1 năm 2023 Với những ưu đãi rất là nhiều Xe có hỗ trợ trả góp lên tới 85% giá trị xe Thời gian vay tối đa lên tới 9 năm Lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn Mercedes-Benz G63 2023 rất ấn tượng với những chi tiết đường LED của chiếc xe với kiểu dáng mạnh mẽ, vuông vức, hầm hố to lớn với những kích thước tổng thể của chiếc xe là dài rộng, cao lần lượt là 4763, 1855 và 1938 mm với chiều dài cơ sở của chiếc xe có thể lên tới là 2850 mm với những thông số trên khoang trong nội thất rất là rộng rãi đảm bảo cho anh chị và các bạn những chuyến đi dài và off-road. Trái ngược hẳn với led cứng cáp quân đội của ngoại thất. Không gian nội thất bên trong chiếc xe Mercedes-Benz G63 2023 mang thiên hướng đến sự hiện đại công nghệ không gian rộng rãi. Sẽ được trang bị cửa sổ trời cũng như là các tiện ích tính năng an toàn và chất liệu của chiếc xe trang bị là những chất liệu cao cấp. Các tiện nghi cao cấp của chiếc xe phải kể đến một số các tiện nghi như ghế người lái và hành khách phía trước điều chỉnh điện, nhớ 3 vị trí ghế trước. Cùng với đó thì xe có chế độ chức năng sưởi cho ghế trước sau, với màn hình 12,3 inch chuẩn HD, bộ thu sóng phát thanh, đầu đọc thẻ SD, kết nối Bluetooth, trình duyệt internet, chức năng điều khiển giọng nói chức năng kết nối Apple CarPlay Android Auto, hệ thống âm thanh Pumester với 15 loa, công suất là 590W. Hệ thống bản đồ dẫn đường, an toàn là một thứ không thể thiếu trên phiên bản G63, này di chuyển trên các cung đường off-road hay on-road. Bên cạnh hiệu suất ấn tượng, an toàn, cùng là yếu tố chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, với các trang bị nổi bật trên chiếc xe kể đến như hệ thống ngăn chặn tình trạng thiếu lái khi vào cua ở tốc độ cao, chống bó cưng phanh, túi khí được trang bị ở mọi vị trí trọng yếu, giảm và va chạm từ sau, hệ thống hỗ trợ kiểm soát xe móc sau, khóa cầu vi sai với 3 chế độ, hệ thống cam 360 cùng rất nhiều các tính năng an toàn khác. Và vừa rồi thì kênh mua bán xe cũ đã cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Mercedes-Benz G63 2023. Để nắm được thông tin chi tiết cụ thể, anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.